Hiệp hội xi măng Việt Nam cho biết, tổng sản lượng sản xuất xi măng 6 tháng đầu năm ước đạt 44 triệu tấn, tương đương cùng kỳ. Hiện các nhà máy chỉ chạy 70-75% tổng công suất thiết kế, tồn kho lũy kế tới 5 triệu tấn. Thị trường tiêu dùng xi măng ảm đạm trong khi tổng công suất thiết kế của ngành xi măng quá lớn, 123 triệu tấn, nhưng có thể sản xuất hơn con số này hàng chục triệu tấn. Thành thử, hiện đang có 4 dây chuyền công suất 11,4 triệu tấn xi măng một năm đã đầu tư xong nhưng chưa đưa vào vận hành vì không tiêu thụ được sản phẩm. Sản lượng sản xuất clinker 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam VSM chỉ đạt 7,63 triệu tấn, bằng 45% kế hoạch năm 2024 và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng sản xuất xi măng đạt trên 9,7 triệu tấn, bằng 45,4% kế hoạch và giảm hơn 7% so với cùng kỳ. Để vượt qua khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp ngành xi măng đã và đang triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh, đơn cử như tăng cường sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế, sử dụng bùn thải thay thế sét, sử dụng thạch cao nhân tạo thay thế thạch cao tự nhiên, nghiên cứu sản phẩm mới giảm phát thải ra môi trường, góp phần tiết giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, triển khai thủ tục được cấp chứng chỉ sản phẩm xanh để xuất khẩu vào thị trường khó tính.